Đạo diễn Lâm Hợp Long, biên kịch Hồ Yên, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đào trong vai Vương Khả Khả, Mã Thiên Vũ trong vai Lê Tiểu Tuấn, Vương Diệu Khánh trong vai Trình Đại Thành, Lữ Gia Dung trong vai Quả Quả, Trình La Tây trong vai Tôn Thiến, Trương Thừa Dương trong vai Lý Ước Hằng, Mã Linh trong vai Lê Mỹ Cầm, Chu Thiệu Đống trong vai Tề Chí Cường, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Hôn Nhân Viên Mãn.